Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của đảng, ngày 1 tháng 8 năm 1930, ngày 1 tháng 8 năm 2023. Sáng nay, ngày 31 tháng 7, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Chân dân thành phố Hương Lương Quyện Bình Triết đã đến thăm chúc mừng Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Chân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định trải qua lịch sử 93 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo và công tác tuyên giáo luôn có vị trí và vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần vào sự trưởng thành và phát triển của Đảng. Trong bối cảnh hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đang sen. Vì vậy, nhiệm vụ vai trò của ngành tuyên giáo lại càng quan trọng. Thường trực thành ủy mong muốn ban tuyên giáo thành ủy Đà Nẵng và đoàn cũ cán bộ tuyên giáo các cấp tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, nâng cao vai trò tiên phong của đảng về chính trị, lý luận, tạo đồng thuận trong dân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 22 đảng bộ thành phố.